Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lý Tứ. Trong số video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chơi về vị tướng Vrep nha, với cái bộ trang phục là Bạch Tướng Lão Tam. Ở bộ trang phục này tôi mua hết 400 mấy đó nha bạn ơi. Yeah, chúng ta tới tầng là 3 người tại đây, khỉ khô anh ta đang núp lùm và các thành viên đi, họ chưa biết hay sau đó trạng thái Rebel tàn hình ra, chúng ta đang quần tụ tới tổng cộng là 3-4 người gì đó, tạo ra dùng mình pha chón rồi băng trụ luôn đi các bạn ơi. Rosie đã bị tuyệt mạng rồi, vẫn đang gồng gánh sát thương tới thừa trụ và các thành viên Medico bắt đầu quần tụ tới. Chúng ta tiếp tục giao tranh hay chăng đây? Câu trả lời là không đủ sức bình sinh để tiếp tục ngự trị được các bạn ạ. Ngã ngũ lưu về sẽ là phương án tác chiến ok của bọn mình, nhưng ông nội tôi thoát cũng không nổi nữa. Tôi nói tới tầng là 3-4 người và đệ tứ đã bị nguyên sinh rồi, chúng ta chấp nhận cái hành động như vậy. Đó là cái sứ mệnh của người chơi hỗ trợ đúng không, mà chúng ta chấp nhận hy sinh khi cần thiết và để cho bạn ngộ không anh ta không bị chú ý và anh ta có thể bảo toàn mạng sống. Anh ta là một cái vị tướng hyper carry cực kỳ mạnh mẽ về giai đoạn của game, và tôi đang đặt một cái ngưỡng vọng khá là nhiều vào anh ấy. Khi mà nhìn cái cách mà anh ấy núp lùm, cái cách mà anh ấy thực hiện một cái pha mở đội comeback cũng rất là ok, rất là mẫu mực đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái dấu chỉ cho thấy được rằng đây là một người chơi micro player. Mình đi, họ đang tiến hành bút trụ, họ đang băng trụ ảo tưởng sức mạnh của mình ha. Ba không còn đường lui đâu ba ơi. Thủy triều chón chung một hai đứa rồi phong ấn được cái tóc biến con nhỏ Baulet rồi, nó mà thoát được tôi đổi tên kênh thành đệ thua luôn đó. Băng trụ giết người là những gì quá là perfect, quá là easy đối với con tướng Vrep ở thời điểm hiện tại. Nhưng một câu hỏi nghi vấn được đặt ra, tôi có đủ sức để thoát không đây? Đại địa thần khiên bọc bom bóng ngự trì đi rắc tới rồi, kim quang ấn thiên hỏa trận gì đó, tới tầng là ba người lô cốt tử quang đã được hiệu triệu ra, tạo ra được cho mình lực lượng sau đường phép thuật, đó là cự kiếm được nhà truy vẫn đang tạo ra được cho mình bọc bom bóng và bàn thơm được bắn liên tục trong giao tranh, và đó chính là lý do tại sao mà tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội. Sau đó mình là thôi nói chưa được đâu, nó hơi bị vội đúng không, mà chúng ta cần thêm một cái lợi thế lớn hơn nữa mới đủ tự tin nói ra cho một cái câu như vậy. Đó là như thế. Quay trở lại câu chuyện từ về con tướng Vrep, không biết các bạn như thế nào nha, nhưng riêng cảm nhận cá nhân của mình là như vậy. Khi khoác trên mình một cái bộ trang phục mới, cái tinh thần chiến đấu của tôi nó được tăng cao lắm, tôi được boost morale rất là nhiều. Và các bạn biết đó, khi mà con người ta có sự thoải mái trong cái tinh thần thì những yếu tố khác nó cũng sẽ tỷ lệ thuận theo. Ví dụ như là về phần kỹ năng và sự may mắn đúng không ạ? Và tôi đang cảm nhận được rằng tôi đang có đầy đủ những cái yếu tố đó, và những người đồng đội của tôi cũng như vậy. Bằng chứng là chúng ta đang kiểm soát toàn bộ mặt trận hay chăng? Câu trả lời là chưa, nhưng tương tự nó là như vậy. Đối với họ đã có thể ăn được cho mình con rồng ở khoảng thời gian đầu game rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ tận dụng lợi thế đó như thế nào đây. Bước đi sai lầm của bọn chúng rồi. Mở rồi cho mình đại địa mở trối, không có bất kỳ một giá trị nào cả. Cái này mình kêu họ đang bị quýnh cho phun máu mỏ luôn rồi. Tôi đang cảm thấy được rằng cái cánh cửa đến với chiến thắng của bọn chúng đang ngày càng trở nên khép lại khi những chiếc tướng hyper carry, những chiếc tướng chẳng hạn như là Ngộ Không hoặc là Chumia, bạn ơi cứu tôi với, tôi quá tủy thần rồi. Thì tứ bị quýnh gãy trẻ rồi, một cái pha mà các bạn đi rắc anh ta đã bỏ quên đồng đội, và lúc đó thì anh bạn đi rắc đang làm quần què gì vậy, đi rắc rồi đi rắc bỏ đồng đội luôn vậy, đi rắc không hiểu được lý do tại sao mà nó lại có một cái hành động nó khá là dơ dã, lộ mộ một cái hành động nó kỳ cục kẹo như vậy. Tôi chưa xác định được lý do khi mà đồng đội gặp hiểm nguy tại cái hang bùa đỏ khá là lâu như vậy, cái tín hiệu luôn được truyền tống về mặt vị trí nhưng người ta vẫn không đến. Có thể đó là một cái pha cố tình, hoặc cũng có thể đó là một cái pha ốc chó lộn, hoặc cũng có thể đó là một cái pha nó ẩn chứa một cái ngụ ý gì đó, chẳng hạn như là anh ta thấy được rằng các người đồng đội của anh ta có một cái sự khinh địch và anh ta nghĩ rằng những người đồng đội cần phải được một cái sự dạy dỗ nào đó, và anh ta đã chấp nhận để cho đồng đội hy sinh trước mặt anh đấy mà anh ấy không hề có một cái sự góp mặt nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta kiểm soát được cho mình mức độ nguy hiểm trong ván game này nó là như thế nào, và anh ta nghĩ rằng với cái việc mà nhận về một cái bài học cho cái ảo tưởng sức mạnh tự tin xâm lăng invest sao vào cái phần rừng của đối phương như vậy, những cái đồng đội sẽ có một cái bài học kinh nghiệm và sẽ có một sự tiết chế tự tin lại. Tôi nghĩ là như vậy, không biết là nó có đúng không, có thể là đúng hoặc cũng có thể đó là một cái pha mà đồng đội ốc cho lộn, có thể là một cái pha mà anh ta muốn đưa đồng đội vào thế khó cũng không chừng. Đó vẫn đang là một câu hỏi nghi vấn. Những chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi, các bạn có thể thấy được rằng chỉ mới 7 phút mấy thôi mà các thành viên Medico họ đang ở một cái kèo bị động là quá sâu luôn rồi kìa kìa. Mặc dù sở hữu khả năng trâu bò rất là dữ nhưng dường như họ vẫn không thể nào khai phá được sức mạnh đó ở như tình huống comeback tổng gần đây. Baulet vẫn đang pha một cách rất miệt mài, chiến thuật Get Together là những gì mà Vitamica họ đang làm. Và tôi nghĩ rằng họ chỉ có thể chơi cho mình chiến thuật đó mà thôi. Và nếu như một tình huống comeback kế tiếp mà chúng ta mang lại đưa cho mình cái đại thế thì chắc có lẽ các thành viên Vitamica họ sẽ bị tan rã. Nhưng tôi muốn vào tranh rất là rời rạc cùng sân thương chủ lực của bọn chúng không thể nào được chơi khi mà thủy thần của con tướng Vrep đang thực sự là quá khủng bố, và cái hỏa lực đến từ đây bằng Thorn đang thực sự là quá khủng khiếp đối với địch thủ luôn rồi. Quất lên luôn đi ba, còn nhỏ Edwin cái nó hết kỹ năng rồi. Fentano nó tới rồi, máy rồi nó mở nhạc nó tung hoa thưởng hoa gì đó. Mana siêu không thể nào cứu vớt được sinh mạng của đội bạn đi ra, quá đáng tiếc.
Giờ phút này đây anh bạn Thor anh ta mới tới nha. Với cái việc cầm con tướng mưu như vậy, anh ta hoàn toàn đủ sức để có thể khắc chế được sức mạnh của Thor. Với cái nội tại lãnh não đó, anh em có thể thấy được rằng khả năng Harad rất khó chịu và áo trảm đã đoạt mạng được anh ấy rồi. Rất tuyệt vời, rất là phơ phạch nha. Ok, ngon. Mở thông thạo ra luôn nữa, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chắc cú là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội xanh. Mình là tất thành mà thôi. Còn Caesar sẽ là những gì mà chúng ta hướng tới khi đây là khoảng thời gian phút thứ 9 của ván game này. Nó sẽ mang lại cho bọn mình cái đại lộ Caesar đó. Nhưng muốn là một chuyện, ăn được hay không nó lại là một câu chuyện khác. Quay trở lại câu chuyện tụi mình về con tướng Rep. Không biết các bạn như thế nào nha, nhưng riêng cái cảm nhận cá nhân của tôi á, là trong cái phiên bản này con Rep cảm giác là nó mạnh hơn nha. Thật sự đó là như vậy luôn đó. Thứ nhất á, là bây giờ nè, cái chiêu cuối của nó được hồi rất là nhanh. Và chúng ta sẽ không cần phải bê về luôn nữa, chỉ trừ cái trường hợp là cái lượng máu quá thấp mà thôi. Và tôi sẽ dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để có thể hỗ trợ cho anh bạn Thơm. Và tôi đang có một cái cảm giác đây là một người chơi micro player kim luôn cả mặt player. Nhìn vào cái cách mà anh ta di chuyển, cái sự biến thiên mặt lượng vàng của anh ấy cũng khá là ổn áp. 9 phút mấy, gần 10 phút rồi, và chúng ta luôn ở một cái vị trí trở thành con mắt di động để mang lại thông tin về mặt vị trí. Kim quân ấn tạo ra được cho mình pha chón quá đã đi bạn ơi. Và ta thấy được rằng để mình có được cho mình con tương Proxy, nhưng cảm giác như cái khả năng báo bọc và chở che đến từ cô ấy là rất là Bitwing, nó còn khá là non đó. Xin mạng cho mình đi kia, họ liên tiếp nhận về được cho mình cái án tử, và đó là Domino án tử luôn rồi. Chứ còn ba thằng vô mình đi kia, họ đang rất là rờ rạc. Edgit đang ảo tử sức mạnh của mình nè. Thôi trời ơi, thôi mày ơi, ba bắn hai bắn rồi má ơi. Cự kiếm đang được dựng xây lên, nó có được cho mình cái năng xe hợp liên hồi phục dữ quá má ơi. Đang sudo thử hoa hoa hay hoa lớp giáp được bảo hộ ra, vẫn đang đu bám phía kia, ngủ không tới rồi. Gọi sát thương chí mạng bốn thằng vô mình kia, năm thằng vô mình kia đều sẽ bị loại trừ cả thôi. Quýt quần què gì nữa bạn ơi, xong viên chạy danh rồi bạn ơi. Không còn nghi ngờ gì nữa đây á, đó chắc cú là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội xanh. Mình là tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi, đó là như thế. Rush rất khó chịu, cấu rỉa từ ngoài rất xa. Cái khả năng Granger đến từ Murad bằng cái nội tại anh hồn đó, nó đang quá áp đảo đối với kẻ địch, nó khiến cho kẻ địch khó mà có thể di chuyển một cách chủ động ra bên ngoài luôn cơ mà. Bạn có thể thấy được là đây là một cái ván game mà nhìn nhận một cách khách quan là nó thúi quắc dành cho phía đội bên kia luôn rồi. Cảm giác được rằng những cái pha di chuyển, cái cách mà họ điều khiển vị tướng mà họ đang sở hữu nó khá là lúng túng, và họ không còn giữ đủ được cho mình cái sự tập trung, sự bình tĩnh để có thể điều khiển một cách mượt mà vị tướng mà họ đang sở hữu. Đơn cử như cô nàng Violet đúng không ạ? Họ đang ở cho mình cái trạng thái là tê tâm liệt phế. Sức mạnh của Rep không chỉ đơn thuần là một vị trí đỡ đòn nữa, mà chúng ta đang trở thành một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người đồng đội. Với cái việc anh ta cầm ra cho mình con tướng đi rắc có được cho mình con bùa xanh này, giống như là hổ mọc thêm cánh vậy, ông nội nó không dám nhảy vô quốc nữa. Thằng Flo này nha, tín hiệu hỗ trợ đã được truyền tống lên, và nhanh chóng ngay sau đó ba thành viên tới, bốn thành viên tới, nó tung ra cho mình cuối là tài hoa yên tâm để tôi. Ôi thần hiệu triệu ra chốt được hai đứa rồi, mở ra cho mình tấm hành luôn nữa, đang dí con nhỏ bao lét chạy xì khối luôn rồi, và dính vào cho mình cái dính vào cho mình cái keo lửa, nhưng không sao cả. Hiệu ứng solo đang là có bằng với ba tiên lửa, không sao cả. Bạn Thơm vẫn đang bắn cái kia, ta đang có ba viên đạn màu tím, giá như ba viên đạn màu tím đó bắn vào đầu con nhỏ bao lét thì chắc có lẽ ván game này đã chấm dứt rồi. Nhưng đây là bắn lên người của con nhỏ Rosie, nó rất khó chịu. Đó là một Rosie phun tập, và anh ta cần lắm một khoảng thời gian tí tí, anh ta cần lắm một lượng vàng nhỏ nhỏ để lên những món trang bị có được cho mình khẩu thính Armor Penetration. Xuyên giáp một tí tí thì sẽ bắn thốn hơn đúng không ạ? 12 phút đã trôi qua và các bạn có thể thấy được là vẫn không có bất kỳ một món trang bị giảm hồi phục nào đến từ kẻ địch được lên cả. Mà tôi hiểu được lý do tại sao, bởi vì chỉ có một mình con tướng Rep có khả năng trâu bò mà thôi, và bọn chúng đang khinh thường con tướng Rep, và đó sẽ là bước đi sai lầm của bọn họ. Để có thể phong bấn được tóc biến của bạn Thơm rồi, ủng quá vậy Thơm, cái pha đó bạn thoát được mà. Mu dùng ra cho mình chỉ cuối, anh ta còn được cho mình tàn ánh đao chạy đi Mu. Trời ơi, ủng quá gì Mu, cái pha đó tôi cứ ngờ rằng bạn dùng cái tàn ánh đao để bạn thoát ly khỏi một tình huống nguy biến cơ chứ. Ngộ không thì sao, đã nhận về được cho được bá đạo, đó là bút double kill dành cho Ngộ không. Anh ta đang bị dí như chó lộn, anh ta đã bị rơi và thấy khó, và anh ta đã bị hoạnh tử rồi, nhưng không sao cả. Các thành viên đội xanh mình đang cố gắng trả thù cho anh ấy có được hay chăng đây ạ. Lỗ cốt tử quang được dựng xây lên, Thơm bắn chít 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 nó đi, lộn chít 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 nó đi ba. Tầm với đang là chưa đủ, và anh ta cần thêm một tí tí về mặt khoảng cách nữa. Lính xe đang tràn vào cái trụ bảo vệ nhà chính, cuối cùng có bọn chúng sẽ bị rẹt đào, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và tung hoa đến từ các bạn Flor, nó chủ yếu để làm màu mà thôi, đã phong ấn được cho mình tóc biến một lần nữa rồi cơ à. Phi đạn tử vong với lộn cái gì, ma súng bắn huyết đến từ đội bạn Thơm, nó đang thực sự là quá áp đảo đến từ cái bị đi ra thêm carry của anh Vidal Sanabin. Bài toán quá thúi dành cho bọn họ rồi, quá xui rồi, cái game này thúi quắc luôn rồi, quýnh quần què gì nổi nữa. Và những gì bọn chúng có thể làm ở thời điểm hiện tại chỉ có thể là hai việc, thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai nữa là lên ngay cho mình đệ tứ VN để có thể xả xui mà thôi. Đó là như vậy. Chúng ta đây thấy được rằng với cái việc mà chúng ta chủ động sự biến thiên mặt lượng vàng như vậy, chúng ta sẽ có thể thoải mái chơi game, chúng ta sẽ có thể tự quyết
một nơi nào đó trở thành một cái chiến trường là điều dễ hiểu mà thôi. Nhưng chúng ta không nên khinh địch đâu nhé bạn ơi. Hãy nên nhớ được một điều meta của Liên Quân, mọi thứ chỉ gói gọn trong hai từ là vô thường mà thôi. Và chúng ta đang đủ tự tin để có thể thực hiện một cái pha đơn phương hồi đến từ bất kỳ một đối tượng nào cả. Chúng ta đủ tự tin để làm được cho mình hành động như vậy. Gán thành hiệu mình đi kêu họ đen quá là lúng túng luôn rồi. Họ đang bị dí vào một cái thế quá khó. Cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của bọn họ sẽ là cái thứ mà chúng ta đang rất là khao khát. Ok, mày kéo nữa đi, nó giống như là mũi chích inox vậy. Thằng nào bắn tao nữa đi, thằng Hò Lo đâu ra múa được tiếp nữa đi. Hò Lo đang múa như điên luôn ha, nhưng không có bất kỳ một lượng sát thương nào cả. Nhưng đó là cự kiếm máu đệ tử đang tụt dần, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã có được mình ba đường lính siêu cấp rồi. Backplay quét nữa lại tạo ra một cái lượng giáp nhỏ nhỏ cho đàn ngộ không. Gỗ không vẫn đang gõ như điên, nhưng đáng tiếc thay là anh ta sẽ ok dữ ba. Ok, ngon xe xa kia kìa rồi quý ơi. Cái quán game quá là phơ phạch đối với đệ tứ đúng không ạ? Đối với các thành viên đội xanh mình. Và chiến thắng là một điều quá dễ hiểu, thằng Mu nó dí dữ vậy ta. Ê lộn, thằng Blo nó dí dữ vậy ta. Và chúng ta vẫn chưa thể nào end game, bọn chúng vẫn còn 3 người trên bản đồ và khả năng phòng ngự của bọn chúng nó đang là có. Với cái việc mà chúng ta lên được cho mình cái gì ta, cái món đồ xanh xanh. Ok, cái phù chú dùng sinh thì chúng ta sẽ không cần phải bê về. Phù đúng thực sự là một người chơi micro player và kim luôn cả macro player. Chúng ta sẽ có những cái động thái second motion hô theo khi mà nãy có những cái động thái mở đầu comeback. Thời khắc quan trọng nhất trong ván game này nó cũng đã đến, phút thứ 15 đúng không ạ? Là thời điểm mà con Sin Baza bậu chúa nó sẽ được xuất thế và ai sẽ nắm được. Ủa mà vậy mâu, trời ơi tiếc quá. Người ta lại chết ở cái khoảng thời gian quan trọng và nhạy cảm như vậy cơ chứ. Chúng ta chỉ còn 4 người trên bản đồ. Rosie thì sao đây? 3 tia lửa, 3 tia bơ, lộn, Rosie thì sao? 3 tia lửa, 3 lô lửa gì đó. Bóng mở nó dùng tốc biến rồi, nhỏ vào led đang muốn bắn núp lùm ra bụi cỏ, giấu tầm nhìn CC được trồn ra băng lên cho mình thủy triều rồi, đang dí hay thành viên bên kia xả thủ pháp sư hoàn toàn không được chơi. Những cái follow nó chọt dữ quá má ơi. Chúng ta bị mất đi một mình ở đoạn mu và lượng máu của những người đồng đội của mình nó hơi bị suy xuyển. Và đó chính là lý do tại sao mà các thành viên đội xanh mình đã chọn ra cho mình giải pháp bê vệ. Điều quan trọng là Thơm còn sống, điều quan trọng là Khỉ đang ở nơi kia có được cho mình cái sự xa cách. Chúng ta đang cố gắng đẩy cao áp lực lính lên, và khi áp lực lính được đẩy cao lên thì các thành viên mình kêu họ bắt buộc phải đảm bảo được chừng 3 công việc như sau. Và họ sẽ rất dễ lún sâu vào cái trạng thái là Sat of the Fan, phân vân không biết đưa ra quyết định là gì. Công việc đầu tiên là phải thiết chế nhiều nhất có thể những tình huống sai lầm, những cái động thái di chuyển bừa bãi mà thiếu được cho mình cái sự suy nghĩ ở thị tương lai. Công việc thứ hai là phải đạt rồi xong bây giờ vậy là chỉ còn 2 công việc thôi. Công việc thứ hai là cần phải giải tỏa áp lực lính đến từ 3 đường, có được cho mình cái sự góp mặt đến từ cộng Medrakrep và cái sự song hành đến từ cộng Zeta Tiền Vọng. Và để có thể thực hiện công tác giải tỏa áp lực đó, họ sẽ phải cắt cử rất nhiều nhân lực để có thể thực hiện được cho mình các phương pháp như vậy. Keo lửa đang được kéo không sao cả, đại địa thần khiên mở ra, tiếp tục bị tê liệt con nhỏ Paulet rồi, con nhỏ Percy đang tại nơi kia, chỉ có 2 thằng mình đi kia. Chúng ta cần có rất nhiều nhân lực và cái khả năng giảm chế hồi máu của mùng đen là có. Và Khỉ đang phát huy sức mạnh của một trong tướng hai bờ kia Ricky kìa, nhưng các thằng video sao mình đã mất tiêu hết rồi ông nội mày ơi. Chạy nhanh lên đi, nhanh lên quá đi. Ok, ngon ba. Một lần nữa chúng ta ok hên quá, mấy con nhỏ hết chít câu dữ ta. Mù ơi coi chừng như mù ơi, bạn đang là một cái tia hy vọng duy nhất cuối cùng trong ván game này đó. Thằng Blo nó mất đi nhiều mình cuối rồi nha, nó đang cố gắng truy đuổi gì đó, phun hoa gì đó, nhả hoa gì đó. Ngộ không quay ra back play, anh ta đâu có thể hạ sát được mình bị ra cái Sammy Carry, anh ta mất đi nhiều cái liềm. Nhưng sinh mạng của anh ấy cũng đã bị nguyên sinh luôn rồi. Tôi đã thấy được cái vấn đề nghiêm trọng của các thành viên đội xanh mình rồi, đó chính là cái khả năng hồi phục của bọn chúng dữ quá, và chỉ có một mình cây đao kia hồn nữa từ đoạn ngu là không đủ để có thể giảm giới khả năng hồi phục của nó. Thằng Blo nó đang múa như gắt luôn nội mẹ ơi. Chúng ta cần lắm mấy bạn đi rác phải lên thêm cho mình một cái cuốn sách truy hồn nữa. Coi chừng nghe mơ quơi, cái thằng ấy lộn, coi chừng nghe follow, đúng rồi, coi chừng nghe mơ quơi. Cái thằng follow nó cảm được cho mình cái timing rồi đó, nó bắt được cái nhịp của bạn rồi nha. Bu đã có được cho mình cái hồi sinh, anh ta sẽ có được cho mình cái lần cải tử hoàn sinh và bán được cho mình cái hồi sinh và lên ngay cho mình cái liệm khoảng thời gian tới. Cho nên cái việc mà lo lắng cho sinh mạng của anh ấy nó cũng không phải là một cái gì đó quá khó khăn. Và thứ mà chúng ta đang cần phải đảm bảo đó chính là cái sức mạnh đến từ đội bạn Thơm. Thơm đã full đồ rồi. Và chắc có lẽ là chúng ta cần phải chờ đợi một tí nữa khi mà cái sự góp mặt đầy đủ đến từ nhân lực. Và các thành viên đội xanh mình sẽ lựa chọn cho mình phương án tác chiến là gì đây. Ở bất kỳ một đối tượng nào đó, chờ đợi cái sai lầm của bọn họ nó mất đi nhiệm vụ cuối rồi, yên tâm không sao cả. Câu kéo được cho mình khá là nhiều đồ chơi, mở đi nhiệm vụ cuối chủ yếu để xua đuổi bọn chúng mà thôi. Anh em nó mất tiêu rồi, di chuyển vào tuyến đường và có điều mình khả năng băng nó chạy và nó mở đi nhiệm vụ cuối rồi. Ông trạm được một chém được 3 tại nơi kia, tại nơi kia ngẫu không gọi chúng được 3 đứa rồi. Ok, ngẫu được 3 nó mất nhiệm cái liềm trong đủ này, đệ tử cũng đã bị xịt máu mỏ rồi. Không quan trọng, điều quan trọng là bạn Thơm vẫn còn đó. Thằng nhỏ FG nó lướt về, Bu vẫn còn nhưng mà được bổ sinh. Và bạn Thơm không tìm thì nó có bắn không? Tôi đúng cơm bạc như vậy quá ổn đi. Chúng ta chỉ có thể trừ khử đi một mình con nhỏ Violet mà thôi. 19 phút luôn rồi má ơi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
chúng ta vẫn đang nắm trước được như mình thấy trận chủ động, mặc dù lượng vàng có sự chênh lệch không phải là quá nhiều luôn rồi. Các bạn có thể thấy được rằng rất nhiều cái phù chú trường sinh đã được lên, điều đó minh chứng một điều, khả năng hồi phục của bọn chúng là dữ lắm. Chúng ta cần lắm một cuốn sách tri hồn, chúng ta cần lắm một cuốn sách tri hồn đến từ cái thằng đi rắc. Bây giờ đi rắc tôi thấy nó chơi hơi bị cù mía rồi đó nha. Ủa tôi ghi là sách tri hồn đi cậu chứ đâu phải cậu đâu mà sao nó lại chấm gì vậy ta, không hiểu luôn. Chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi. 30 giây nữa sẽ là thời điểm mà con xe ra bầu chúa kế nó sẽ được xuất thế. Chúng ta cùng nhau chờ xem nó sẽ thu quyền kiểm toán của ai đây. Các thành viên bên kia cũng như các thành viên đội xanh đều biết được rằng trận đấu cơm bạc kế tiếp sẽ là một cái pha giao tranh mà lưỡng bại câu thương. Cả hai bên đều có được cho mình cái sự tổn thất mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta có thể nào tạo, chúng ta có thể nào giúp cho là bạn thơm có thể nào tìm được cốc bắn và sức mạnh đến từ chất tân Hyper Carry có phát huy sức mạnh của mình hay chăng đây. Và buộc phải giải tỏa áp lực đến từ những con Caesar cái đã rồi mới có thể đánh nhau các bạn ơi. Ta đang bị chia cắt đi về cái phần nhân lực, Ngộ Không bắt đầu dùng hết tất cả những đồ chơi mà anh ta đang có luôn rồi. Chúng ta không thể nào lui về để có thể thủ trụ, chúng ta không có gì được hỏa lực nữa. Sự đàn thơm đó thực sự là một trong những cái khuyết điểm quá lớn của các thành viên đội xanh mà chúng ta đã mắc bẫy của bọn họ rồi. Ông nội mày ơi, cái kèo này sao tôi thấy nó thầm thầm nữa rồi. Bình tĩnh nào, thơm ơi là thơm. Tôi cần lắm những cái viên đạn ma năng đến từ bạn. Và chỉ còn 3 người trên bản đồ, khả năng phòng ngự của chúng ta đang bị giảm suy rất là nhiều. Mà chịu chúng ta có được cái sự góp mặt lên giờ những con Megacraft ở thời điểm hiện tại. Bù đèn cố gắng tận dụng cái ảo trạm đó để có thể bong rút lượng máu của con nhỏ vào đấy. Nhưng khả năng hồi phục của nó dữ quá, má ơi, nó vẫn còn full máu đầy đủ kia kìa. Xe ra tiên phong đang dần tràn vào, tụi nó đang muốn phá nhà, tụi nó đang muốn phá trụ những cái phát bấm của thằng Thơm. Tao nó yếu quá vậy ba, sao yếu quá vậy ba. Xe ra đang khạc nhổ vào trụ những cái trụ không phải là cái điều mà chúng ta đang muốn hướng tới. Cái nhà chính kìa má ơi, con bao nhỏ nhỏ bao lét nó đang quét bấm vào nhà dân. Chúng ta có thể đốn hạ được đó rồi, và các thành viên đồ xanh mình vẫn đang cùng